Để sóc tiếp anh em xem này. Máy trả kết quả rung hai trong bát trong đĩa là chẵn này, mở này, sấp đôi này. Đấy, không cần biết sấp đôi thứ tự, mở bát có chẵn là ăn tiền anh em ạ. Đấy, máy báo thì không bao giờ sai được anh em ạ. Đấy, xin chào tất cả anh em. Đấy thì hiện nay đang có rất là nhiều anh em lâm vào cái cảnh lợ lần thua tha, bởi vì là anh em đi đánh cờ bạc vào cái thời buổi công nghệ 4.0 này sẽ không còn cờ bạc xanh chín nữa anh em nhá, mà người ta dùng những cái bộ đồ đẳng cấp để bịp anh em. Thì mặc dù là vào sân chơi anh em đã kiểm tra từ bát đĩa quân vị rất là cẩn thận rồi, đánh xong anh em đã đập bát đập đĩa và xé quân vị không có gì bên trong mà anh em vẫn là người thua cuộc, thì trong khuôn khổ clip ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em một bộ đồ để giúp cho anh em vào bờ một cách an toàn nhất của năm 2024. Thì cái bộ đồ này thì như những năm trước thì anh em có thể để ý là cái độ chuẩn xác của nó không được cao, thậm chí là có những tiếng nó còn báo sai. Thế nhưng với bản nâng cấp của năm 2024, tôi đã nhập trực tiếp cái bản mạch này từ bên Macau, một trong những nơi có rất là nhiều đồ bịp cao cấp, bịp được tất cả các môn chơi anh em ạ. Đấy thì để giới thiệu đến cho anh em là con B28, sử dụng quét màu lưng quân vị để ghi nhớ mặt quân vị và báo rung trực tiếp lên cho anh em. Đấy thì cái máy này sau khi mà ghi nhớ được mặt lưng quân vị, nếu như mà máy đo được đủ mặt vị là đều nhau thì máy sẽ báo rung 2. Còn nếu như đo không đủ vị, mặt không đều nhau, tức là ba trắng hoặc ba đen, máy sẽ báo rung 1. Thì anh em lưu ý cho tôi ghi nhớ đó là lẻ rung 1 và chẵn rung 2 anh em nhé. Thì bây giờ địa phương anh em chơi bất kỳ loại quân vị nào, từ vị đóm, vị tre, vị thuốc, vị bài, vị chắn đều có thể đánh được bộ sản phẩm này. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào và test thực tế để cho anh em cùng kiểm chứng cái chất lượng cũng như là độ chính xác tuyệt đối của cái bộ sản phẩm này. Thì phía trước anh em đang quan sát là tôi đã chuẩn bị sẵn là một bộ bát đĩa xanh chín này. Tôi sẽ sử dụng, đây là một cục nam châm anh em nhé. Đây là một cục nam châm. Đấy, tôi sao ở trên đĩa này là nam châm chạy như bình thường. Thì đây là đĩa xanh chín anh em nhé. Đấy, đĩa xanh chín này. Sang đến bát này. Đấy, bát cũng là đồ xanh chín 100%. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ bật máy lên này. Đấy, sau khi tôi bật máy lên thì anh em có thể để ý là tia hồng ngoại của nó soi rất là sắc nét và nó quét cực kỳ chuẩn xác cái mặt lưng quân vị. Thì trong 52 lá bài này anh em chỉ cần quét cho tôi một mặt lưng của một lá anh em nhé, thì nó sẽ nhận diện được tất cả 52 lá bài còn lại anh em ạ. Đây, bây giờ bắt đầu tôi quét này. Đấy, sau khi máy quét mặt của nó mà nó nhận tín hiệu thì nó sẽ báo lên để cho anh em cùng biết này. Anh em quét này, trong vòng 3 đến 5 giây máy nhận tín hiệu xong, máy trực tiếp báo luôn cho anh em một tiếng tít là máy nhận diện xong rồi. Anh em bỏ lá này ra bên ngoài, vào sân chơi, chơi bất kỳ lá nào cũng được. Tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một lá để cho anh em cùng xem này. Đấy, chọn bất kỳ ngẫu nhiên một lá, bất kỳ lá nào cũng được anh em nhé. Đấy, để lá này ra. Đấy, tôi đi vào tôi cắt thử luôn vị để cho anh em cùng xem nhé. Đánh cái đồ này thì anh em không cần phải hai người chơi anh em ạ, một mình anh em chơi thôi. Đấy, thì đây là vị này. Đấy, tôi sẽ thử luôn cả vị để cho anh em cùng xem này. Đấy, để trên nam châm này mà vị nó chạy được thì là vị xanh chín 100% anh em nhá. Còn bát đĩa là tôi đánh dấu lại này, tôi đánh dấu lại để tí nữa tôi đập cho anh em kiểm chứng là đây là một bộ xanh chín hoàn toàn luôn anh em ạ. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ để máy lên trên cái bát này để cho anh em cùng nghe được cái nhịp rung nó báo chuẩn như thế nào anh em nhá. Về khoảng cách thì anh em lưu ý cho tôi này, khoảng cách của nó tối đa là 5m. Đấy, người cầm cái chủ sới người ta sóc tít ở trên, với khoảng cách 5m máy vẫn báo chuẩn cho anh em. Đấy, anh em thả tiền, anh em tự tin, anh em mở bát anh em nhá. Bây giờ tôi để này. Đấy, ngày trắng đêm đen tôi để mặt vị ngửa này, bắt đầu đi vào sóc thử để anh em cùng kiểm chứng nhé. Sóc này, máy trả kết quả rung 1 thì trong bát trong đĩa nó là lẻ anh em nhá. Mở bát anh em xem này. Đấy, lẻ ba trắng này anh em nhá, máy báo cực chuẩn luôn anh em ạ. À, phiên bản nâng cấp nó báo thì không sai được đâu anh em ạ. À, sóc tiếp anh em xem này. Máy trả kết quả rung 2, trong bát trong đĩa là chẵn này, mở này, sấp đôi này. Đấy, không cần biết sấp đôi thứ tự, mở bát có chẵn là ăn tiền anh em ạ. À, máy báo thì không bao giờ sai được anh em ạ. À, sóc tiếp này, sóc cực kỳ cân tay ngay bát này, máy vẫn trả kết quả rung 2 này. Đấy, bạc bẹt anh em ạ. À, chẵn này. Đấy, mở ra nó vẫn là sấp đôi anh em ạ. À, sóc cực kỳ cân tay ngay bát anh em nhá, quân vị chạy rất đều nhau, máy báo cực chuẩn luôn. Máy trả kết quả rung 1 anh em ạ, nó là lẻ rồi anh em ạ. Bạc đi quá đẹp anh em ạ. Đấy, lên ba đen này, sấp đôi lên ba đen này. Thì bây giờ tôi sẽ cầm cái máy này lên để cho anh em cảm nhận là khi mà tôi để máy trong người, máy rung cực kỳ êm,
nó giống như báo rung tin nhắn thôi anh em ạ. Không ai biết được anh em nhá, để trong người là không ai phát hiện được. Để tôi cầm máy lên tôi sóc luôn cho anh em cùng xem này. Máy báo rung 1 anh em ạ, mở ra thì chắc chắn là lẻ rồi. Tôi đánh 1 tỷ lẻ cho anh em xem này. Để mở ra nó là ba trắng anh em ạ. Máy đã báo thì ít sai lắm anh em ạ. Bản nâng cấp báo cực chuẩn luôn anh em nhá. Xuống tiền là tự tin mở bát. Để máy tiếp tục trả kết quả rung 1 này. Lần này tôi đánh cả 2 tỷ vào lẻ luôn này. Đó là lẻ anh em ạ. Đấy, máy nó báo thì anh em tự tin luôn. Máy báo cực chuẩn. Đấy, máy vẫn trả kết quả rung 1 anh em nhá. Đấy, bạc bẹt rồi anh em ạ. Đấy, 3 phát lẻ này. Đấy, mở ra nó là lẻ anh em ạ. Đấy, qua một vài tiếng bạc tôi thử sóc cho anh em. Thì anh em thấy rằng là đánh chuẩn 100% anh em nhá. Thì nếu như anh em nào đang có nhu cầu, anh em cần cái bộ đồ này, để anh em muốn vào bờ an toàn, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp hotline của tôi chạy trên màn hình. Đấy, khi mà anh em đến thử đồ nhà tôi thì anh em có thể thoải mái là mang bát đĩa quân vị đến để tôi thử đồ trực tiếp cho anh em nhé. Anh em bất kỳ địa phương nào anh em đều có thể lấy được bộ đồ này chơi anh em ạ. Đấy, thì như ban đầu tôi nói, bây giờ tôi sẽ đập thử bộ bát đĩa này để kiểm chứng cho anh em cùng xem này. Đấy, tôi đập luôn cái bộ bát đĩa này ra để cho anh em cùng xem cái độ xanh chín của nó anh em nhé. Đây, đập đĩa này. Đấy, đập đĩa này. Đấy, kiểu anh em kiểm tra trước này, đầu tiên về đĩa này, đĩa xanh chín 100% này. Đấy, tiếp theo đến bát này, đập bát này. Đấy, bát xanh chín này. Đấy, không sử dụng bất kỳ một mánh khóe gì anh em nhá, mà dựa vào hoàn toàn đó là cái máy, con máy B28 này. Đấy, xé vị để cho anh em cùng xem này. Đấy, vị xanh chín 100% anh em nhá, vị hoàn toàn xanh chín này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này, xanh chín 100%. Đấy, thì qua đây là rất mong anh em có thể tìm hiểu kỹ và lựa chọn được một đại lý uy tín để anh em lấy đồ và anh em thua tha, anh em gỡ được tất cả anh em nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Đấy, xin chào tất cả anh em. Thì như anh em đã biết là thời gian trước tôi đã từng tung ra ngoài thị trường những đồn bịp bằng các loại đồ như là bát hình, bệ thảm, bệ chôn. Thế nhưng vào cái thời điểm của năm 2023 này thì tất cả những cái dụng cụ đánh sóc đĩa bịp đó đã cũ rồi và không còn sử dụng được nữa. Thì có rất là nhiều anh em thua tha có gọi điện đến cho công ty của tôi và tâm sự là đã thua tha, mất nhà mất cửa rất là nhiều. Đấy, cũng tâm sự là vào trong sân, trong bãi, mặc dù là đã kiểm tra bát đĩa quân vị rất là cẩn thận rồi. Đấy, nhưng đến cuối cùng vẫn thua tha, vẫn mất đi tất cả những gì mà anh em đã có, như là nhà cửa, xe cộ, đất đai. Thậm chí là có rất là nhiều anh em vay lãi, đấy, lâm vào cảnh nợ lần. Đấy, thì trong clip ngày hôm nay tôi sẽ giải mã cho anh em biết thế nào là bịp không cần đồ, bịp không cần luồn bất kỳ một đồ gì vào trong sân, trong sứ anh em nhé. Đấy, thì khi mà đi chơi sóc đĩa, thường thường là sẽ có bát đĩa và quân vị. Đấy, thì tất cả những cái đồ như là bát này, đĩa và vị đều là xanh chín, đều là của chủ sân chủ sới. Thì khi mà đi chơi anh em chỉ cần cầm duy nhất cho tôi đó là con máy B28. Thì cũng có rất là nhiều anh em mua phải những cái đồ trên mạng như là đánh ống cảm ứng, dùng nhiều, dùng các loại nhịp. Đấy, nhưng mà cái tỷ lệ chuẩn xác của nó không cao, dẫn đến là những anh em nào mà sử dụng cái đồ đó, anh em xuống tiền vào những cái tiếng bạc to. Đấy, đồ nó quật cho anh em thua tha. Đấy, thì đối với máy B28 này, đi chơi là anh em để máy trong người, không ai biết, dùng cực kỳ êm, giống như là dùng điện thoại thôi. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào và giới thiệu để cho anh em biết là cái nguyên lý hoạt động của bộ đồ này như thế nào anh em nhé. Thì con máy B28 này sẽ sử dụng ở đây là 9 mắt camera hồng ngoại để quét lên mặt của quân vị. Thì địa phương của anh em chơi bất kỳ loại quân vị nào cũng được, quân tre, quân đóm, quân thuốc, quân bài, quân chắn đều có thể sử dụng được cái bộ máy này. Đấy, thì khi đi chơi thì anh em chỉ cần biết cho tôi là tại địa điểm mà anh em chơi sóc đĩa thì người ta chơi bằng quân vị gì, sau đó anh em sử dụng máy quét lên bề mặt của quân vị. Khi mà máy ghi nhớ được, máy sẽ báo rung để cho anh em biết là trong bát, trong đĩa đó là chẵn hay đó là lẻ. Đấy, thì bây giờ đi vào và test thử đồ thực tế, tôi sẽ bật đồng hồ dây lên để cho anh em kiểm chứng đây là một video thực tế, không giản dựng và không cắt ghép. Thì đây chính là máy anh em nhé. Đầu tiên là anh em sẽ bật nguồn của máy lên này. Đây tôi đã chuẩn bị sẵn là một bộ quân tre đóm. Đấy, thì ví dụ như là tại các sân chơi của anh em mà anh em chơi bằng quân tre đóm, đầu tiên anh em sẽ bật máy lên để cho máy quét vào bề mặt của quân vị này. Anh em lưu ý là quét chậm, quét từ từ trong khoảng 3 đến 5 giây. Đấy, khi mà máy nó nhận diện xong và nó ghi nhớ được mặt của quân vị, máy sẽ báo tín hiệu này. Sau khi máy báo tít một tiếng thì đã nhận diện xong. Và khi mà nhà cái sóc cái, bất kỳ ai sóc cái cũng được nha, anh em không cần phải làm cái. Nếu có chẵn thì máy báo rung 2, và nếu có lẻ, máy đo không được đều vị, máy sẽ báo rung 1 anh em ạ.
Đấy thì trước khi vào sóc ấy, tôi sẽ thử cho anh em về quân vị và bát đĩa. Thì đầu tiên đó là đây là một cục nam châm này. Đấy, đây là một cục nam châm này, tôi sẽ thử vị bằng vị này. Đấy, nếu như đây nó là vị đồ thì nó sẽ dính nam châm. Đấy, nhưng anh em thể thấy là đấy, vị dơ như bình thường, tức đây là vị xanh chín anh em nhá. Tiếp theo là về phần bát đĩa. Đấy, tôi thử luôn cả bát đĩa này. Đấy, thử nam châm bằng bát đĩa này, rất xanh chín. Đấy, tiếp theo sang thử đĩa này. Đấy, nam châm chạy như bình thường, đĩa không hề là có đồ bên trong anh em nhá, đĩa xanh chín này. Và đặc biệt là xem hết video, tôi sẽ đập luôn bộ bát đĩa này ra để cho anh em kiểm chứng đây là một video cực kỳ xanh chín anh em nhá. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ để cái máy này lên cái bát để cho anh em cùng nghe nhịp rung của nó. Anh em lưu ý lại một lần nữa nhá, có chắn thì anh em đánh, nếu như máy báo rung 2 anh em đánh chắn, và nếu như máy báo rung 1 anh em đánh lẻ. Đấy, lưu ý một điều là như thế anh em nhá, không cần biết ba đen hay ba trắng, có rung 1 anh em đánh lẻ, rung 2 anh em đánh chắn, không cần quan trọng sóc đôi hay thứ tử anh em nhá. Tôi sẽ để máy lên cái bát này này, và bây giờ tôi sẽ đi vào và sóc xanh chín này để ngày trắng đêm đen tôi sóc nó thực tế anh em nhá. Đấy, anh em lưu ý này, đồng hồ dây vẫn chạy nhá, đây là một video thực tế luôn. Đấy, tôi đi vào sóc cái này. Đấy, cái sóc cân tay ngay bát hay là sóc dồn vị đều được anh em nhá. Đặt xuống này, máy trả kết quả rung 2, trong bát chắc chắn là chẵn rồi. Mở ra cho anh em xem nhá, mở luôn này, sấp đôi anh em nhá, không cần quan trọng tứ tử hay là sấp đôi, mở ra có chẵn là anh em có tiền. Tôi sóc tiếp cho anh em xem này, máy trả kết quả rung 1, không biết ba đen hay ba trắng, mở ra chắc chắn nó là lẻ này, lẻ thừa 1 tỷ này, đắt vào là chết anh em nhá. Mở luôn này, ba trắng này. Đấy, máy báo cực kỳ chuẩn chỉ cho anh em. Đấy, sóc cực kỳ cân tay ngay bát. Sóc tiếp này, máy vẫn trả kết quả rung 1 này, bạc bẹt này, có lẻ này anh em nhá, mở ra nó là lẻ này, mở luôn này. Đấy, ba trắng này, máy báo cực kỳ chuẩn chỉ cho anh em. Anh em xuống tiền thì anh em tự tin mở bát này. Sóc tiếp cho anh em xem. Đấy, máy tiếp tục trả kết quả rung 1 rồi anh em nhá. Đấy, bạc bẹt rồi. Ai yêu thích tiếng chặn thì có vỡ mặt rồi anh em nhá. Đấy, mở ra nó là ba trắng lên ba đen này. Máy trả kết quả cực kỳ chuẩn chỉ. Sóc tiếp anh em xem này. Máy trả kết quả rung 2 này, bạc đi rồi anh em nhá. Bạc có chẵn rồi, không cần biết sấp đôi thứ tử, mở luôn này. Mở luôn này, chẵn này. Đấy, sấp đôi này. Máy trả kết quả rất chuẩn. Máy đã báo thì không bao giờ sai được đâu anh em nhá. Ok. Đấy, máy lại trả kết quả rung 1 này, có lẻ này, mở này. Đấy, lẻ đánh 500 triệu này. Ok, lên 3 đen anh em nhá. Đấy, bạc đi cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Có chắn có lẻ, sóc cực kỳ cân tay ngay bát. Máy trả kết quả rung 2 anh em nhá. Mở ra này, sấp đuôi từ từ không cần biết này, đánh 1 tỷ vào chắn này, mở luôn này. Sấp đuôi anh em nhá. Đấy, như anh em đã nghe rõ được cái nhịp rung, máy báo chuẩn như thế nào. Bây giờ tôi sẽ cầm cái máy lên tay để cho anh em biết là nếu như anh em đúc cái máy này ở trong người thì đảm bảo với anh em đối phương không bao giờ biết anh em nhé. Tôi sẽ để cái máy này trên tay này và sóc thử đọc kết quả cho anh em xem. Máy báo rung 2 này, tôi mở ra chắc chắn trong bát trong đĩa đó là chẵn này. Đấy, chẵn thừa 50 triệu này. Ok, tứ tử anh em nhá. Đấy, không cần biết sấp đôi, tứ tử anh em có đánh tất vào chẵn thôi. Sóc tiếp này. Máy vẫn trả kết quả rung 2 anh em nhá. Máy trả kết quả rung 2 là đánh chẵn này. Chẵn này. Chẵn thừa 5 tỷ này. Mở luôn này. Sấp đôi anh em nhá. Tứ tử lên sấp đôi này. Đấy, bạc đi cực kỳ đẹp anh em ạ. Máy báo cực kỳ chuẩn chỉ. Đấy, sóc vài tiếng nữa cho anh em xem. Máy vẫn trả kết quả rung 2 anh em nhá. Đấy, ai đi chuyển bạc tiếng này vỡ mặt luôn anh em nhá. Mở luôn này. Sấp đôi này. Đấy, vẫn là chắn anh em nhá. Máy nó báo thì cực kỳ chuẩn luôn anh em ạ. Đấy, đánh tiếng cuối cùng cho anh em xem nhá. Đấy, máy trả kết quả rung 1 này. Đấy, bạc chuyển cầu anh em nhá. Mở ra nó có lẻ này, không cần biết ba đen hay ba trắng, mở ra nó là lẻ này, mở luôn. Đấy, ba đen này. Đấy, qua những tiếng bạc là anh em thấy là tôi thử cho anh em xem độ báo của chiếc máy này nó cực kỳ chuẩn chỉ anh em ạ.
anh em không cần phải làm cái, hoặc là anh em không cần phải là chủ sân chủ sới, anh em đến bất kỳ một sới nào anh em đứng ngoài anh em vẫn chơi được anh em nhá. Khoảng cách của nó rất là xa, tối đa là 3 mét anh em nhá. Đấy, anh em đứng trên anh em thả tiền, anh em vẫn là những người chiến thắng. Thì như anh em nào đang có nhu cầu muốn mua bộ đồ này để nhằm gỡ gạc tất cả những gì anh em đã mất, và đặc biệt là anh em có thể lấy bộ đồ này chơi Tết Xuân năm 2024, thì anh em liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Tôi có hai cơ sở ở miền Bắc và miền Nam. Anh